Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã trở lại với channel của Phương Vũ. Hôm nay Phương xin giới thiệu đến quý vị một căn nhà tại thành phố Garden. Căn nhà này được rao bán là 1.050.000, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng là 1.400 square feet, lot size là 6.000 quý vị. Tại sao một căn nhà ở Garden mà nó lại có cái giá khá cao như vậy ha? Trên 1 triệu thì đây là lý do là tại vì nhà này nằm trong khu vực West Garden Grove. Đây là một trong những khu vực tốt nhất ở đây, tốt nhất ở Garden Grove. Và khu vực quý vị thấy rất là yên tĩnh và an ninh ha, đường xá rộng rãi sạch sẽ. Và được cái nữa là cái nhà này đã được remodel lại hoàn chỉnh từ bên trong ra ngoài luôn. Quý vị thấy là có bãi cỏ nè, rất là đẹp ha, landscaping ok đó. Rồi driveway rất là rộng, đậu được nhiều xe và có hai xe gara ở đây nữa. Và phía sau thì cũng còn đất cũng còn khá rộng quý vị. Đó, quý vị vào không cần phải sửa chữa gì hết, nhà họ được remodel rồi, đó, ready moving. Thì West Garden là một khu vực rất tốt, vị trí cũng cái của căn nhà này cũng rất là thuận tiện, là quý vị ra freeway 22 là 3 phút, đó nằm ngay trên đường Anthony với đường Springdale, giáp với Westminster nè, chạy thẳng đường Golden West hay Edward là về Bosa, đó, rồi hoặc là ra đường qua Magnolia, rồi kế bên Cypress, Silbit, Rossmore này nọ là những cái thành phố tốt của Orange County. Đi vào bên trong thì quý vị thấy là mình có một cái phòng office ở bên này là mình có thể làm được phòng ngủ. Dưới đây á, là mình có cái một cái phòng khách ở dưới này. Quý vị thấy là nhà này đó thì cũng diện tích 1.400 thì nói chung ra là nó cũng không phải là quá rộng, nhưng mà Phương thấy cái thiết kế của nó rất là chỉnh chu và không có bị rối rắm, quý vị, phòng nào phòng đó đâu ra đó đàng hoàng ha. Phòng khách cũng khá là rộng, bên này mình có cái nhà bếp ngay cái góc, nó cũng không quá lớn mà cũng không quá nhỏ, nó vừa đủ để mình có thể sinh hoạt nấu ăn này nọ. Phương thấy nó rất là perfect cho một cái gia đình hai vợ chồng rồi hai đứa con này nọ đó. Tại vì nhà này 4 phòng thành ra là mình nếu mà mình không xài được, không tận dụng hết những cái phòng ở đây thì mình một phòng mình có thể làm thành một cái phòng office ha, là một phòng vui chơi cũng được đó. Rồi thì khu vực nhà bếp quý vị đi thẳng xuống đây thì mình có cái laundry ha, riêng biệt ở đây, và có cái cửa thì phía sau. Nhà bếp thì nấu ăn cũng rất là thoáng quý vị ha. Rồi bên này là một cái phòng bathroom ở đây đó. Bathroom này thì xài cho cái phòng ngủ kế bên này đó. Và ví dụ như nhà mình có khách khứa thì bên này là một cái bathroom riêng biệt cho khách khứa tới nhà ha. Nó cũng riêng biệt ra, thành ra là Phương thấy cái thiết kế của nó rất là thú vị và nó cũng rất là tiện lợi quý vị ha. Rồi khu vực này thì quý vị như nãy Phương nói, ra vào freeway 22 rất là thuận tiện. Rồi đi ra ăn uống đồ gần khu vực ăn uống chợ búa này cũng rất là thuận tiện đó. Từ đây mình ra cái khu mà Rodeo 30 39 hay gì đó không nhớ nữa, của ở Stanton đó, đi ăn phở này nọ rất là thuận tiện ha. Quý vị thấy là nhà đã họ đã làm lại hết rồi, sàn mới nè, kitchen mới nè ha. Đó. Rồi họ set up đèn này nọ nó cũng rất là hài hòa. Bản thân căn nhà nó cũng có cái nhiều cái cửa sổ thì cũng có nhiều ánh sáng vào. Thành ra là mình thấy cái nhà nó tổng thể nó rất là hài hòa và nó cũng có một cái nguồn năng lượng tốt vì có nhiều ánh sáng ha, và nó cũng thoáng nè quý vị. Đó. Không không quá rộng ha, với một cái chu vi mà 1.400 square feet thì nói chung ra và fit được 4 phòng ngủ, và mình cảm thấy rằng cái nhà nó không có quá bị chật chội. Đó. Đây là một căn nhà cũng rất là good. Rồi. Thì cái giá thị trường của căn nhà này Phương thấy họ rao như vậy là cũng sát với giá thị trường rồi đó. Quý vị có thể trả ngay cái giá này ha, hoặc có thể trả tầm cỡ between giữa một từ 1 triệu cho đến 1.050.000 là hợp lý ha quý vị. Tại vì khu này thì thật sự ra đó, Phương cũng nói chung là không recommend quý vị trả quá cao trên 1.100.000,
là tại vì thực sự ngôi nhà này thì 1.400 feet nhưng mà đất nó cũng nhỏ thôi, nó không phải là rộng. Nếu mà đất nó tầm khoảng 7.000 cho đến 8.000 feet đi, nó có thể lên tới 1.1.000, 1.2 triệu không chừng ha. Đó. Thì phòng ốc cũng rất là xinh xắn nha quý vị ha. Họ sơn phết đồ lại rồi trang trí này nọ, cũng có cửa sổ rất là rộng đây đó. Phòng này là phòng có nghĩa là phòng master ở đây. Nếu như mà cái bed bathroom này đó mà nó ra ngoài luôn đó, thì để cho hai cái phòng bên này nó xài được cái bathroom đó đó thì nó tiện hơn ha, hơn là chỉ có một cái phòng master. Tại vì nếu mà hai cái phòng này muốn xài mà nhà muốn đi tắm này nọ đó, không cứ qua cái master được rồi phải đi qua bên kia đó, thành ra là nó hơi nói chung cái này nó cũng có thuận tiện và bất tiện, nhưng mà nó ok ha, not a big deal quý vị. Cái này thì thực sự ra nhà thì mình mua theo cái quan trọng nhất là cái location ha, và cái thứ hai nữa là cái bản thân căn nhà, cái tình trạng của căn nhà nó như thế nào. Rồi cái thiết kế thật sự ra thì mình mua location trước, rồi sau này mình về mình có thể chỉnh sửa căn nhà sau nha. Và tại thời điểm này Phương thấy là một cái thời điểm rất là tốt cho cái người mua, là tại vì thời điểm hiện tại bắt đầu đã vào mùa thu và sẽ vào mùa đông thì không có cái sự cạnh tranh nhiều đó. Nếu mà ai có nhu cầu và có khả năng thì nên mua lúc này là tốt nhất, là mình không có sự cạnh tranh, mình không có phải đấu đá nhiều ha, lãi suất thì nó cũng còn cao, thành ra là không có nhiều người đi ra để mua nhà. Và nói đây là suất cao thì không phải là Phương xúi quý vị mua vào cái lúc lãi suất cao. Nếu mà quý vị cần nhà mua thì đây là một cái thời điểm dễ thương lượng. Mình thà mình mua một cái căn nhà mà giá nó rẻ hơn, lãi suất cao một tí không sao, sau này để mình có thể refinance lại ha. Mình refinance là khi mà cái lãi suất nó thấp đó, còn hơn là mình đợi cái lãi suất nó thấp thì lúc đó giá nhà nó tăng lên, tại vì mọi người ta cũng đợi, người ta ùn ùn người ta ra, người ta đi mua nhà nha. Cái gara này mình có thể convert là một thành một cái ADU quý vị ha, attached ADU. Trong này mình có thể làm được một cái phòng ngủ nè, rồi một cái phòng tắm nhỏ nhỏ, một cái kitchen cũng được ha. Mình convert lại thành một cái chuyên nhà ADU. Chuyên nhà ADU thì Phương nghĩ không biết họ cho làm kitchen hay không ha. Có thể là không, hay có thể mình làm một cái studio, mình cho thuê những ai mà không cần nấu ăn cũng được ha. Rồi phía sau nếu như mà mình có đủ đất mình xây một cái ADU phía sau nữa. ADU là một cái bài toán mà Phương nghĩ là nếu như quý vị muốn đầu tư nhà ở Cali thì ADU là một cái bài toán khả dĩ nhất ha. Mình xây một cái ADU phía sau nó tăng cái giá trị căn nhà, và nó cũng cái tiền rental của nó cũng giúp mình cover lại một tí, trả trả vô cái tiền mortgage. Đây là quý vị, ví dụ như ở đây mình họ có một cái patio ha, một cái patio cũng rất là rộng. Nếu như quý vị muốn xây ADU thì lập cái patio đi, thì mình làm lại đủ đất để xây ADU nha quý vị ha. Xây ADU thì mình làm một cái ADU nhỏ nhỏ cỡ 1.000 square feet phía sau nè, đó là lấy hết đất luôn đó ha, 1.000 square feet lấy hết đất luôn. Làm có thể làm được hai phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng khách, một phòng vui chơi, nhà bếp đầy đủ ha. Mình có thể cho mướn được mấy được 3.000 đó, chẳng hạn 3.000, 3.500 gì đó. Rồi thì Phương xin dừng cái video đây. Đây là một căn nhà rất là dễ thương và Phương cũng rất thích như quý vị. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Bye bye quý vị.